Ngày 24 tháng 7 thì U19 Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng tại U19 Đông Nam Á. Đó là một trận đấu mà các cầu thủ của huấn luyện viên Huy Yên Vinh đã kết thúc với tỷ số là 4-1, giành chiến thắng chung cuộc. Qua đó thì U19 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng. Với sau 3 trận đấu thì U19 Việt Nam có được 4 điểm và đứng thứ 2 hơn đội xếp thứ 3 Myanmar. Đội chỉ có được 2 điểm sau 3 trận đấu. Chiến thắng phần nào cũng đã giải tỏa được bớt áp lực dành cho U19 Việt Nam sau hai trận đấu thi đấu không được như mong muốn, đặc biệt là ở trận đấu ra quân với U19 Myanmar. Đó là một trận đấu mà U19 Việt Nam đã gặp vấn đề về tâm lý và không thể hiện được đúng phong độ cũng như là ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Huy Yên Vinh. Và thậm chí là ở trong trận đấu đó thì U19 Việt Nam còn bị mất oan một bàn thắng ở phút cuối cùng, khi mà trọng tài chính thì lại đánh giá là một cầu thủ Việt Nam đã bị việt vị trong tình huống mà Nguyễn Quang Vinh ghi bàn ở phút bù giờ. Đó là một tình huống rất là đáng tiếc, và cũng nếu mà pha bóng đó được công nhận thì có lẽ mọi chuyện lúc này thì đã sẽ khác. Dĩ nhiên trong bóng đá thì nếu mà thì nói thì rất là một câu rất là thực sự là rất đau đớn, tuy nhiên cũng đầy sự tiếc nuối. Và tuy nhiên thì sau trận đấu này hay sau giải đấu này thì U19 Việt Nam cũng sẽ thu hái được nhiều kinh nghiệm, và quan trọng nhất là mục tiêu hướng tới vòng loại U20 châu Á sẽ diễn ra ở Hải Phòng vào tháng 9 sắp tới. Việt Nam khi đó là đóng tư cách là đội chủ nhà, và cùng với bảng đấu của chúng ta thì đối thủ đáng gờm nhất sẽ là U20 Syria. Mọi người có thể thấy ở bên trái màn hình thì huấn luyện viên Huy Yên Vinh đang có những chỉ dạy dành cho Khả Đức. Hậu vệ này được tung vào sân ở trong hiệp 2 và có những điều, và rõ ràng là có những điều mà huấn luyện viên Huy Yên Vinh chưa hài lòng với cầu thủ này về mặt cách phòng ngự cũng như là cách di chuyển để phòng ngự sao cho một cách an toàn nhất. Và Khả Đức không phải là cầu thủ duy nhất mà huấn luyện viên Huy Yên Vinh có những chia sẻ, có những đóng góp, có những chỉ dạy ở sau trận đấu, mà sau đó ông còn có những chỉ dạy nữa cùng với dành cho Quốc Khánh. Ở trong trận đấu này Quốc Khánh đã cặp trung vệ cùng với Nhạc Minh, và Quốc Khánh thì đã có một tình huống phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên nếu đánh giá tổng quan thì Quốc Khánh thực sự là đã có một trận đấu chắc chắn và an toàn. Còn đây là khoảnh khắc mà toàn bộ ban huấn luyện cũng như các cầu thủ U19 Việt Nam đang chuẩn bị mà dàn hàng và chụp ảnh kỷ niệm. Bởi vì sau trận đấu này thì U19 Việt Nam sẽ trở về nước, và theo thông tin mình được biết thì là chuyến bay của U19 Việt Nam sẽ khởi hành, sẽ bắt đầu xuất phát từ Surabaya vào lúc 7 rưỡi sáng, và có thể là chuyến bay sẽ có thể kéo dài đến 8 đến 9 tiếng. Như vậy thì khoảng độ là 3 hoặc 4 giờ chiều là U19 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài.
Trước hết thì tôi gửi lời chúc mừng các cầu thủ U19 của chúng tôi đã vượt qua được cái trận đấu. Phải nói là sau hai trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ có một tí về áp lực, nhưng mà các cầu thủ đã vượt qua, đấy là điều đáng mừng. Và với chiến thắng này thì các em sẽ tự tin hơn để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của U19 Việt Nam. Cầu thủ trẻ mà, thì trong những trận đấu, trong những lúc thời điểm thì cũng có nhiều sai sót, thì tôi cũng có chia sẻ vào kinh nghiệm của mình, cũng như là những gì mình thấy, mình nhìn ở ngoài sân mình thấy thì mình chia sẻ cho các em để các em nắm bắt được. Và hiệp 2 thì các em trận đấu các em đã chơi tốt hơn, và đấy là cái mà ban huấn luyện đang hướng tới. Thì thì các cầu thủ sẽ về nghỉ ngơi, và chúng tôi sẽ tập trung lại vào ngày 15 tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á tại Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ có những một số thay đổi về nhân sự, kể cả đội bóng sẽ cải tổ lại, và có những cái là chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm, đặc biệt ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm và làm việc nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa để cải thiện được cái phong độ cũng như lối chơi của đồng đội để chuẩn bị cho giải U20 sắp tới. Thì theo kế hoạch thì U20 Việt Nam sẽ có một đợt tập huấn tại Nhật và thi đấu 3 trận. Sau đó thì quay về Việt Nam thì chúng tôi cũng có đang dự kiến sẽ có thêm 2 trận đấu nữa trước khi bước vào vòng loại U20 tại Hải Phòng. Thì đấy, rõ ràng là chúng tôi được tiếp xúc được nhiều cái lối chơi, giống như là đội Úc, lối chơi hiện đại của đội Úc là chuyển đổi trạng thái rất là nhanh. Đây, và cái lối chơi con cộng của phòng ngự con cộng của Myanmar thì chúng tôi sẽ đấy là để cho các cầu thủ sẽ có những cái trải nghiệm tốt, và sẽ ban luyện sẽ đưa ra nhiều kế hoạch, nhiều cái lối cách chơi để tiếp ứng cho các trận đấu sau này. Ông trò qua coi xem thì đấy đánh giá của bạn ấy, thì tôi cũng sẽ có nói chuyện, cũng sẽ có giới thiệu lên vài vị trí, nhưng mà việc ban luyện là ban huấn luyện mà ông trò qua xem thì thấy là cũng là động lực cho các em thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua. Trong buổi họp báo thì before coming for this tournament, we know this group outlook is a strong group. You know, thì huấn luyện viên của U19 Lào khẳng định là đây là một bảng đấu khó khăn, có sự hiện diện của Úc, của Việt Nam và Myanmar. Cả ba đội tuyển đều là những đối thủ đáng ngờ. Vì thế là những cái trận đấu của Việt Nam và Myanmar thì ông không thể nào mà so sánh được mức độ khó khăn, bởi vì trận đấu nào bởi vì ông cũng có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì ông cũng khẳng định là những trận đấu đó giúp cho các cầu thủ ông có thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời thì cũng sẽ giúp cho các cầu thủ trưởng thành hơn. Và ông hứa là U19 Lào sẽ trở lại trong những giải sắp tới. Reduce the mistake, the our mistake, and we come back again, strong again. Ngoài ra, ông cũng được đặt câu hỏi là ông ấn tượng cầu thủ nào nhất bên phía Việt Nam, và Lê Đình Long Vũ là cái tên mà ông đã kể ra, đã nhắc tới trong phần trả lời của mình. Ngoài ra thì Công Phương cũng là một cầu thủ giá cao.